Xuống mương rồi đó, sáng sớm xuống mương ngâm nước rồi đó. Mệt không? Tới ngày ôm ấp thấy mệt không? Hi, thầy xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình Bé Heo Cuộc Sống Trung Quốc tại Việt Nam. Thì bữa nay á, mẹ em mất đi ruộng rồi, mẹ em kêu vợ chồng em á, đi đám thai mẹ. Thì mời cô chú anh chị xem video coi cha Bé Heo lần đầu đi đám như thế nào, rồi cảm nhận ra sao. Em mời cô chú anh chị xem video. Sáng mẹ em với cái mợ sớm đi cái lúa cô chú, cái gần nhà nè, bà không cấy ngoài ruộng thì vô gần tới nhà đó, thấy cái bờ xanh xanh chỗ đó đó, đó là mẹ em cấy tới đó đó. Giờ tới bên trong này nó là xong rồi, mẹ em cột con dây vô, mà cột con dây bỏ mãi đấy, bỏ gì đó mà cột con dây đeo cái thao vậy, bỏ mãi cái thao á, vậy đó hả? Trời, hai người cái chung cái thao hả? Hai người cái chung cái thao à? Mẹ làm riết rồi, tóc bà rụng xói chán không còn công tóc. Ờ, cái đây dài ngoài hả? Nhưng tưởng nó cái gần mí này, gần với clip ngang này. Xuống mương rồi đó, sáng sớm xuống mương ngâm nước rồi đó. Sao nó bị ú rồi kìa, cái bó nó bị ú rồi. Kìa, trên bờ kìa, cái bó trên đó kìa. Qua giờ không nói con mai cho. Bỏ mạ với cái thao đó cô chú, cái bắt đầu lôi theo, lấy ra từng miếng cấy. Quay đầu lại mẹ. Sao mẹ không bỏ quen đầu, bỏ gì nó chìm hay sao? Tao bỏ tao nhét giống một thỏ nữa. Im. Không biết cái được. Ê mà mày không ai vô mà đọt mạ, ta mà ai vô đọt mạ. Cái không vô. Phải rồi, bữa đó em mà ngoài dây không à, đâu có. Ở đây giờ không lấy cái nọc rồi, cái bắt đầu tiêu luôn rồi. Đâu có nọc đâu vậy? Trên bờ kìa. Trên mạ này à. Cái nọc của bà. Tao mừng, cho chút xíu là. Ờ, nhiêu đây cái xíu xong rồi, ngày qua trồng khóm xong chưa hả mẹ? Xong trời. Hôm nào xong vậy, ngày mơ nữa bà thỏ lắm rồi. À, chắc ngày mơ có chị nữa rồi, à, mẹ qua đây nè. Mở cái bên đó, mẹ cái bên đây nè. Cái mương này cà heo nè. Một lần cấy theo mương hết trơn mà lấy cây mạ mới cấy chứ. Cái hết trơn cho nó không cấy hết trơn mà đủ mạ thì cấy, thiếu mạ thì nghỉ cấy. Cũng đừng có cấy lên trên có mà xuống dưới quá như vậy thôi. Hồi nhỏ em đi cấy gì đó cô chú. Nhỏ mới có 10, 12, 13 tuổi đi cấy gì đó. Hai chị em. Đầu non lá đi ra ruộng cái đầu lúc đó trời đó nước ngập nước lớn lắm. Nó húp húp cái nón lá xuống ngộp thở mà chết. Mẹ ba lãnh công cấy xong cái bệnh không có cấy, cái hai chị em đi ra cấy. Lần đầu tiên trong đời biết cấy luôn hai chị em. Cấy nguyên một ngày luôn. Cấy đâu 3 4 giờ sáng mà cấy tới tối hù luôn. Cấy mà gió lạnh muốn chết, dơi trời mưa tầm tã đó. Mùa này nè. À mùa này nè. Rồi con với chị con cấy. À, bảy mấy tuổi và loại mưa mà cấy ra kìa, ghê chưa. Bảy mấy ngày xưa chứ bây giờ đợi giờ bảy mấy xin té. Nhẹ nhẹ vừa thôi, giờ thôi nước cạn rồi.
mạ đi. Mang liền nó không à, dư thêm ta bỏ một khúc đất luôn. Nó là bỏ một mé đó đó, giờ hai mé đó giờ thôi. Con liền cái được hai mé hả mày? Hai mé. Con liền mà đủ của nó rồi là chị bỏ hai mé. Bên đó là cái bờ khóm đó, khóm là của người ta, cái mé mương này của mình, cho nên mình cấy đó mình kiếm lúa ăn đó cô chú. Mẹ bác gọi trên xuồng bác cấy, bác thấy lâu cái gì mới xuống xong cấy luôn cho nhanh, lội nó nhanh mà lạnh. Một hồi ra ngoài là lội vậy kìa. Vậy đó hả? Chọc khóc la vậy chồng kìa. Bữa nay xanh mướt trên này kìa. Thấy bữa nay xanh mướt lên trên đó. Mới đây mau ghê ha. Ừ. Năm nay là lúa cái thứ hai. Cái điều phân phát ha. Năm nay chắc trúng. Bắt mạ cũng điều phân phát ha. Lúa năm nào mà cái tốt xanh trước là trúng. Cái bữa trước bữa sau là cái thứ hai mình đó. Ừ. Hai vợ chồng mới giỏi quá, làm tiền đi đâu chưa hết trời. Làm ngày mấy trăm ngàn cả chịu, có chịu không mà làm thêm thứ ham vậy, làm không ngày nghỉ luôn. Giỏi quá trời, giỏi. Đúng ra bữa nay đi chặt khóm nè. Thiếu 200 đó. Là bữa nay bả 200 nữa rồi. Là bả 200 500, 600. Kêu đi chặt khóm rồi đó. Rồi tính nói bả mời hết cái bả la làng con hồi người ta đó. Chúng ta kêu hai người chứ chơi mạ giờ 4 năm đêm gì tao mà nên tao bữa nay tao làm chùa mạ này rồi không ủ ngựa cho mà chết thì không kiểu mấy hồi chặt khóm nè tao tính mày kênh với tao là tao cũng gác một cái hên chứ sao kênh mày nói hồi không được tao cũng gác chứ sao cái chùa mạ 4 đêm này cho nó bên đây này cái mạo bên đây cấy nè nó vậy đó cô chú, cái tới nó chín cái mình cũng bơi xuồng ra mình gặt nó, gặt lúa. Dạ vậy Tường. Mẹ em đi tuốt tới đó à. Em đi vô cho mấy heo nó ăn. Giờ này mới có 5 giờ mấy sáng à. Dạ khè rồi, ngày mai nó chắc hư luôn. Vừa tới mày cũng hết trơn vậy đó. Sáng nay thì em đi chợ với thằng cháu đi mua đồ về đám bằng từng gần nhà cô chú. Cái mợ đó mời mà em đi tiền thì không có nhận, cho nên em đi qua đây mua đồ á, ít trái cây rồi về cúng. Hà đang qua. Được mà, nó hơi nhỏ.
nhỏ thôi chứ cái nào nó đẹp. Nhiêu ký vậy? Ký chục. Thanh Long cái ghề mà bán 20 ký vậy? Biết sao chị mua loại này, loại da bóng nè. Bán xui em chồng bán ký có 7 ngàn. Anh gói đi em quay anh đăng lên YouTube luôn. Thiệt, em làm YouTube mà. Em cũng có lên YouTube rồi đó. Em cái tên YouTube của em là Gia Đình Bé Heo Cuộc Sống Trung Quốc. Còn sao bám á, còn sao bám á, tô lì lên. Vậy đó hả? Cô quay mà chị cầu nó thì chị cũng em thấy nhiều dữ lắm đấy chứ bộ. Nhớ dặn anh chùm nho của em nha. Anh để. Rồi đang nhiêu tiền? Ủi của cưng lắm ha. Ừ, hỏi nữa. Cứ sắp chỗ rồi, cứ để, anh gớt vô cái dù. Trung Quốc. Cái đó nhỏ đó. Xài đó ngon không chị? Cái gì? Xài ngon không? Em mua xài ăn đây. Xài sống á. Xài sống ngon. Nhiêu ký vậy? 2 đi ruộng về cái nào chạy ra nguyên bày. Bưng thao lên. Bưng thao lên Kha. Mệt không? Tối ngày ôm ấp thấy mệt không? Hai anh em đó kìa. Bo này là chị lấy mama chị là bo này à tê nhũ lệ phan đây bên đấy hỏi chị cho rồi sắp đây sắp mua lụa đi sắp chơi khóm rồi kìa mẹ bẽn lẽn rồi kìa mẹ dạ nó sắp chơi khóm mấy mẹ không dám sắp sợ đâu na thậu thôi kia tôi bo thậu ơi rồi na chị lấy giỏi quá. Ừ, chánh bò. Giỏi quá. Vàng ở đâu con? Đem đây mẹ nè. Vàng ở đâu? Con nói cục vàng ngoại coi. Đó ơi. Giỏi lắm ông bà cô chú ơi, sáng sớm cái bắt đầu á em á đi ra trước, ở trong đó cuốn mùng cuốn mền đi giặt mà trời mưa tầm tã. Giả bộ kìa. Trời mưa tầm tã ông trời động lòng rồi đó cô chú. Sáng sớm thức dậy mắt cho mấy heo ăn tùm lum hết trơn. Giờ cuốn ra ngồi giặt vậy đó. Giặt cho mền mùng con cái gì giỏi quá giỏi rồi giặt mà tới một thao xà bông luôn trời 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 dằn mặt em đó ông bà cô chú nó dằn mặt em đó ông bà cô chú thấy ghê chưa đừng tưởng giỡn nha chẳng biết sạch sẽ gì không nữa giờ vợ chồng em giờ vợ chồng em đi qua bên đám bằng từng cái bên nhà cô chú nó chậm ơn nguyên một dĩa một ca nó chồng em chuẩn bị vân đi qua bên đám này nghe cô chú tặng cái hồi thấy lần ảnh lại nè tặng mơ sáu tặng mấy bên đám bằng từng bên đó đó cô chú bên đó đó kế bên nhà luôn cậu đó rồi đó thương chồng em lắm luôn đó rồi về chuyến này không gặp rồi với mợ em nữa em đi với cậu kế bên nhà nữa với mấy gì ở dòng sớm nè đợi đây đi chung nè gì ai biết gì quá đâu ở trong cái ở sách đó coi có không cái ở sách đó có không
Phe sang này bên nung nghe với sao? Mở sáo rồi để đâu qua sáo? Rồi để đổ đâu? Để đổ cúng ở đâu con không biết nữa. Hả? Đây là bàn thờ người ta đang ở trong đó, mình đem ra được không? Nó qua ba tư ơi. Đi. Vô sòng mày cô chú ơi. Ở bên đó đó mà dám giới lấy. Gà trước nhiều món đây nè. Dạ. Dạ đợi con xíu. Đủ chưa? Đủ chưa? Bên đây nè, có nhiều bàn nè cô chú. Tại vì cái đám bằng tầng cho nên làm nhỏ, có ít bàn không có nhiều. Ở bên đó thì người ta đang lại đó. Xe là con. Xe ba. Quay mở sáu em xíu ơi. Tới bò né cô chú ơi, ăn hết cái vịt quay rồi, giờ tới bò né rồi đó. Với quê em ăn vậy đó. Trái xì bia cho đựng văn. Cái máu cù lao rồi cô chú ơi. Mà tới giờ còn tức cái chén à. Mang mang. Dạ được rồi, em không chị ơi. Mời dưỡng hai, mời anh. Đó. Cậu. Tới đây cậu. Uống rượu mà kêu bản gì vậy? Dạ. Phở bia chịu. Bia chịu. Hai kìa. Dưỡng hai, cả hai kìa. Dạ lớn con có 1 tuổi à. Dạ 37 rồi. Dạ. Dẫn hai kêu sang đây nó bên cửa chịu mà. Em sang bên tôi đi. Sang bên tôi hồi đi. Tôi đi. Lâu không? Nà thiên ta mình sang mây men đó. Y bệ thiên rảnh ta xử là chi rừa đây cả đó. Thì càng trẻ sao mấy dần? Dầu sao mơ biên qua mà, bụi dân mà. Nà cơ. Trung Quốc mấy dầu à? Mấy dầu. Nó là Ami Phổ Hò đó. Hà Nung đây là cho rảnh ta xử, ta phan xin ta tạo về. Trung Quốc mấy dầu. Mấy dầu à? Hai dầu sáng đó mà. Hai dầu sao mơ biên qua mà, bụi dân mà. Cái chi phan sao mấy dạng? Chi phan. Chim mà. Hào chim mà. Nay bên Trung Hoa chi phan mấy dầu vả. Nay bên Trung Việt Nam dễ dầu, dễ dầu vả, dầu tua, dầu sông mới tấu dầu. Trung Hoa nay bên dễ dễ phần tua. Chân là mà.
dầu hành thua nã dầu đầu chi ra chi nhã là nã nã tao nã nã tao hào tua chi khở chí tao hào tua tông chi chi bị nên bên tua khở chi chi phan là chỉ lấy mấy dầu ti phần tua mấy dầu vả chi phan bỏ là răng cái lõng này ơi chưa mà đánh tua là thằng mây sao Rắn tua chứ là khẩn tua rắn. À rắn tua mà chú rắn tua. Rắn tua chứ rắn tua là rắn tua. À chú vô chuẩn nè. Phát âm không chuẩn. Chính. Tì là. Không không có gì. Bố không là công an chối tê tẩu nè. Nè kha. Nè kha lại nè mà si phan là gì. Diễn ra đánh thách tuy nè sao mấy dạng hổ bố hổ. Sau vây nỉ nỉ à, vây dần hai à, vây dần hai à, sao mấy à? Xem mà, Trung Hoa mấy dậu là nó bên sẽ xì, xì sẽ lang mà lang xem mà. Có ý đi à. Sẽ chỉ xì. Có dậu, chính là, người Trung Quốc nhân chỉ là lại một lần, cho bạn. Đây mà những nào nhận hỏi xem mà. Ta chịu lại, chịu phải chân chi mà, chi mà. Ừ. À, xem. Vậy bọn mình nhà quay Trung Quốc. Hahaha, Trung Hoa mà. Mà bé chả đơ nha, chân sự. Thế là tình chứ. Xin là hào tơ. Phá sư là. Video của em xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý chú anh chị đã xem. Bye bye.